Kính thưa cộng đoàn, con xin được đọc một bài chia sẻ với tựa đề sự khác biệt giữa thiên thần và tổng lãnh thiên thần. Chúng ta có lúc thì chúng ta nghe nói là thiên thần, có lúc thì chúng ta nghe nói là tổng lãnh thiên thần. Vậy thì thiên thần với tổng lãnh thiên thần khác nhau như thế nào? Từ thiên thần là một thuật ngữ khá rộng, trong khi từ tổng lãnh thiên thần nói về một cấp bậc cụ thể trong các thiên thần, những người được trao phó những nhiệm vụ đặc biệt. Các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng hấp dẫn, quyến rũ trí tưởng tượng của cả Kitô hữu lẫn những người ngoài Kitô hữu. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn các thuật ngữ về các thiên thần, nhất là hai thuật ngữ phổ biến, thiên thần và tổng lãnh thiên thần. Đâu là sự khác biệt? Trước tiên, từ tiếng Anh angel, thiên thần, xuất phát từ tiếng Latin angelus, có nghĩa là sứ giả đưa tin của Chúa. Từ Latin này có gốc Hy Lạp, được dịch ra thành từ Do Thái, nghĩa là sứ giả đưa tin hay là đại biểu hoặc đại sứ. Cuốn giáo lý Sách Giáo hội Công giáo đã viết về các thiên thần như sau. Thánh Augustinô nói rằng thiên thần là tên chức vụ của họ, không phải là bản chất của họ. Bản chất của họ là hồn thiêng, chức vụ của họ là sứ giả đưa tin. Với trọn cả bản thân mình, thiên thần làm tôi tớ và đưa tin cho Thiên Chúa. Bởi vì họ luôn nhìn ngắm Chúa trên thiên đàng, họ là những thụ tạo mạnh mẽ thực hiện mệnh lệnh của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa phán dạy. Tất cả thiên thần là những người đưa tin của Chúa, họ ở bên Chúa, lãnh nhận được ý của Chúa và họ đưa tin. Như vậy, từ thiên thần đơn giản mô tả việc họ làm, không phải là mô tả họ là ai. Các thiên thần trước hết là sứ giả đưa tin. Thiên thần là sứ giả đưa tin của Chúa. Và như chúng ta đã biết khi đọc Kinh Thánh, họ là các sứ giả thông báo kế hoạch thần linh của Thiên Chúa. Đồng thời, thuật ngữ angel thường được sử dụng để mô tả các thiên thần có liên hệ với con người, chẳng hạn như các thiên thần hộ thủ của chúng ta. Các thiên thần này được xem là cấp thấp nhất trong hệ thống cấp bậc các thiên thần truyền thống. Về thuật ngữ tổng lãnh thiên thần, một từ bao gồm tiền tố X, được sử dụng để bao hàm ý nghĩa thủ lãnh hay người đứng đầu. Vì thế, Archangel có nghĩa là thủ lãnh các sứ giả của Chúa. Tổng lãnh thiên thần đó là thủ lãnh thiên thần. Các thiên thần này có cấp bậc cao hơn các thiên thần hộ thủ, nhưng vẫn là cấp bậc thấp thứ hai. Người ta tin rằng hai cấp bậc thấp nhất này là các cấp bậc duy nhất có liên hệ với con người. Các tổng lãnh thiên thần sẽ đưa ra các tin quan trọng nhất đến với con người, chẳng hạn như công việc của tổng lãnh thiên thần Gabriel khi ngài đưa tin cho Đức Trinh Nữ Maria, cho biết bà sẽ mang thai Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, cả thiên thần lẫn tổng lãnh thiên thần đều vẫn còn bí ẩn đối với con người. Chúng ta vẫn biết rất ít về họ. Thiên Chúa đã mặc khải rất ít thông tin trong Kinh Thánh về họ, và phần còn lại được diễn giải theo hướng dẫn của Hội Thánh. Tức là chúng ta thấy rằng là có hai cái thuật ngữ, đó là thiên thần và tổng lãnh thiên thần. Thế thì chúng ta cũng có thể hiểu là thiên thần là những sứ giả của Chúa, cụ thể là thiên thần hộ thủ canh giữ chúng ta. Còn tổng lãnh thiên thần đó là thiên thần lớn hơn, được Chúa sai đến những công việc quan trọng hơn, như là tổng lãnh thiên thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria, vân vân. Thế thì chúng ta có ba tổng lãnh thiên thần là tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Còn thiên thần thì vô số thiên thần, trong đó mỗi người có một thiên thần, gọi là thiên thần hộ thủ hay là thiên thần bản mệnh. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.